Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp hàng tuần của Normal Computer. Mình là Phạm Hải. Và mình là Thế Anh. Ừ, chúng ta đã đến được số thứ 3 rồi. Qua hai số vừa rồi thì mình với Thế Anh cũng đã trả lời khá khá được câu hỏi các bạn đấy. Nhưng mà có vẻ như là cái lượng câu hỏi gửi đến cho mình cũng không giảm đi đâu. Nên là hôm nay mình cùng Thế Anh sẽ tiếp tục đọc qua các comment để xem là các câu hỏi bây giờ các bạn đang đặt cho bọn mình là gì nhá. À, bắt đầu thôi. Ok, thì với câu hỏi đầu tiên thì mình thấy của bạn là Trịnh Huy Khánh có câu hỏi là New Outlet với cả New 100% thì chất lượng có như nhau không ạ? Và có bị lỗi gì không ạ? Có được check hàng khi mua online và cam kết đổi trả không ạ? Đấy, mình thấy em thấy câu hỏi này khá là hay khi nhiều anh em đi mua hàng và phân vân giữa New Outlet với New 100% rất là nhiều ấy. Ok, để tiện trả lời câu hỏi này thì đây, mình đang có sẵn ở đây. Đây là một ví dụ về New 100% này. Ok, thế thì bên này mình có một vài cái ví dụ và New Outlet đấy, và cái vỏ hộp. Ví dụ như ở đây mình có vỏ hộp của Dell New Outlet này. Còn với một vài hãng khác, ví dụ như Acer, nó sẽ có cái vỏ hộp như này. Chủ yếu là nó sẽ là các cái vỏ hộp bìa cắt tông bằng cái giấy tái chế như này thôi. Thì anh em có thể là nhìn qua cái việc đóng gói sản phẩm để anh em phân biệt nhá. Rồi, về cơ bản thì hàng New 100% với hàng New Outlet là có chất lượng là tương đương nhau. Bởi vì sao? Hàng New Outlet chúng ta có thể là chia làm hai loại. Loại đầu tiên đấy chính là những cái máy mà được hãng sử dụng để trưng bày ở showroom này, ở sự kiện này, ở cửa hàng này. Thì những cái máy này thì vì bê ra bê vào nhiều mà, chúng ta sẽ có một vài những cái vết xước răm nhỏ nhỏ ấy. Và ngoài ra là cái thời gian test máy là từ 2 đến 4 ngày gì đấy. Nên là khi mà các bạn kiểm tra về kỹ thuật thì sẽ thấy pin được sạc khoảng 2-3 lần rồi. Loại thứ hai của New Outlet đấy chính là những cái máy mà gặp những cái lỗi nhỏ như kiểu là về ốc này, về tem này, về linh kiện này, hãng thì cũng đã thu hồi về và thay thế bằng linh kiện mới 100% rồi. Đó là hai loại để các bạn phân biệt New Outlet nhá. Ok, thì đấy là những cái đặc điểm mà các bạn có thể phân biệt giữa New Outlet và New 100%. Thì và cái việc mà các bạn khi mua New Outlet ấy thì mình có một vài cái lời khuyên, đó chính là nếu mà giá thành của các sản phẩm New Outlet các bạn định mua mà nó chênh khoảng tầm 3 triệu đổ lên thì các bạn có thể chọn mua New Outlet nhá. Còn nếu mà sản phẩm nó chỉ chênh quanh khoảng tầm 2 triệu đổ lại ấy, thì các bạn nên mua những cái sản phẩm mới 100% để có thể yên tâm hơn, cũng như là có thể trải nghiệm được cái cảm giác bóc hộp đấy, nó sướng hơn. Còn về việc mà đi mua hàng máy tính New Outlet ấy, thì các bạn cần chọn những cái cửa hàng trung tâm nó uy tín một chút. Hoặc là nếu các bạn mua hàng 100% thì cần để ý là hàng New Outlet này nó sẽ có chất lượng gần như là 100%. Thế nên là các cửa hàng hay báo cho các bạn là mới 100% thay vì là New Outlet để có thể là gia tăng được cái lợi nhuận thu nhập của họ. Đó, thì anh em cần để ý một chút khi đi mua hàng, check kỹ xem đấy là hàng New 100% hay là hàng New Outlet. Đó, thiệt hại một vài triệu đấy, thế nên là các bạn cần để ý nhá. Ok, cái lưu ý với Thế Anh cũng khá quan trọng đấy, nên là bạn cũng nên lưu ý cái này một tí, vì đằng nào bạn cũng hỏi câu hỏi này chắc là đang có ý định mua New Outlet đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhá. Câu hỏi này là trong video Lenovo Legion 5i Pro 2022 có một bạn là Johnny Sơn, bạn hỏi là con này mà so với Helios 300 2022 thì sao ạ? Okay. Đây là hai cái mẫu gaming hàng outlet rất là hot trong cái thời gian vừa qua đấy. Bây giờ thì anh so sánh thử cho anh hai con này xem nào. Ok, thì về Legion 5 Pro cũng như là Helios 300 2022 thì thực sự hai con này cũng ngang tài ngang sức, anh em là phân vân tương đối là nhiều. Ở đây mình sẽ có một vài cái yếu tố để anh em có thể phân biệt nhanh cũng như so sánh nhanh nhá. Chứ còn nói hết thì chắc là cả video ngày hôm nay vẫn không hết được. Đầu tiên là mình nói về thiết kế trước đi. Thiết kế của em Legion 5 này nó sẽ tốt hơn con Helios 300 về mặt thiết kế nhá, nó cứng cáp chắc chắn hơn. Đấy, build full kim loại là hợp lý rồi. Còn về thứ hai là mình so sánh về cái việc là màn hình. Thì màn hình của em Legion 5 Pro thì nghe Pro là thấy tương đối là uy tín rồi, và nó cũng thực sự là Pro hơn khi nó có cái màn 2.5K tỷ lệ là 16:10 nhá, và cái độ phủ màu là 100% sRGB. Không những thế thì độ sáng của em màn của Legion 5 Pro ấy lên tới tận 500 nit, thay vì là con Helios 300 nó chỉ dừng lại ở khoảng tầm hơn 300 nit một chút xíu thôi. Đấy, thì về màn hiển thị là Legion 5 Pro đẹp hơn rồi đây. Tiếp tục đến mình sẽ so nhanh về cái việc cấu hình đi. Cấu hình là một cái thứ khá là quan trọng khi anh em mua máy thôi. Thì cấu hình em Helios 300 lại hơn con Legion 5.
nó sở hữu con card là RTX 3060 6GB VRAM, thì nó giúp chúng ta trải nghiệm những tựa game 3A nó ok hơn một chút so với con RTX 3050 Ti trên Ryzen 5 Pro đấy. Và tản nhiệt thì mình thấy con Helios 300 này nó cũng mát mẻ hơn con Ryzen 5 Pro một chút, do nó có cái hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ hơn này. Nhưng mà đổi lại thì tản nhiệt con Ryzen 5 Pro nó lại trật tự hơn một chút so với Helios 300 đấy. Thì tùy vào cái nhu cầu anh em, mà tản nhiệt trên Ryzen 5 Pro nhá, nó vẫn đảm bảo đủ cho anh em chơi các tựa game 3A thoải mái mà không bị quá nóng đấy. Chỉ thua duy nhất Helios 300 thôi. Cuối cùng là về mức độ yêu thích sản phẩm, tức là lựa chọn của người dùng. Thì mặc dù là con Helios 300 có cấu hình khỏe hơn nhá, mạnh hơn, tản nhiệt mát hơn, tuy nhiên thì anh em lại thấy nhiều anh em lựa chọn con Ryzen 5 Pro hơn. Do có thể là do thiết kế nó cứng cáp chắc chắn hơn, màn đẹp hơn này, đấy. Thì về cái việc mà anh em mua laptop thì chơi game ấy, thì chắc là không anh em nào chơi 24/7 cả. Thế nên là anh em có thể cân nhắc, cũng là có thể đánh đổi giữa cái thiết kế, cái trải nghiệm người dùng thay vì là cấu hình đấy. Ừ, tổng kết lại thì anh em nào mà thích cấu hình khỏe này, chơi game lâu dài thì cứ chọn Helios 300, bởi vì có RTX 3060 đúng không? Còn anh em nào chỉ chơi eSport thôi, đơn giản nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thì mới sờ đến AAA cho đỡ vã, thì anh em lúc đấy thì suy nghĩ chọn Ryzen 5 Pro nhé. Mà Ryzen 5 Pro 2022 là khá là cháy hàng đấy, anh em đặt ở normal computer là 15 ngày sau mới có máy. Ừ, không phải là cứ có tiền là làm phiền thiên hạ đâu. Bởi vì sao? Lenovo thì đang muốn giảm các mã 2022 đi để tập trung vào các mã của 2023, nên là shop cũng phải săn hàng cũng khá là vất vả. Anh em cũng sẽ thông cảm cho shop về vấn đề này. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Long Nguyên này. Các anh cho em hỏi là con laptop Acer Nitro 5 Gaming i9-12900H có RTX 3060 6GB, liệu như vậy thì có yếu khi em chơi game AAA không? Ví dụ như là Assassin's Creed Valhalla này ở chế độ Max Graphics luôn. Và nếu mà sau này làm về đồ họa 3D thì có cần eGPU rời không ạ? Nếu cần eGPU rời thì máy có giới hạn về loại VGA không? Hay là em mua RTX 4080 hay là 4090 lắp vào đều được? Ok, cảm ơn cái câu hỏi cực kỳ dài và chi tiết của bạn Long Nguyễn. Về cái câu hỏi này của bạn, đầu tiên mình sẽ trả lời về con card RTX 3060 với tựa game Assassin's Creed trước nhá. Thì với con card RTX 3060 này thì anh em chơi Assassin's Creed Valhalla ở cái chế độ Max Setting thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 65 đến 75 FPS mà thôi. Với cái con card này thì nếu anh em chơi bình thường thì ok. Tuy nhiên nếu mà bạn kiểu chạy cày game kiểu try hard cày liên tục thì thực sự là con này hơi vã một chút. Với tựa game này mình thấy các anh em test thì hầu hết, với trên gần như là hầu hết các loại card màn hình ấy, nó đều chạy 100% cả, thế nên là nó ngốn card màn hình tương đối nhiều. Đấy. Ý thứ hai của bạn thì nếu mà bạn hỏi là sau này em có làm về 3D có cần eGPU rời không, cũng như nó có giới hạn không, thì việc mà các bạn làm đồ họa 3D hay eGPU rời bên ngoài thì nó không giới hạn, các bạn cứ đầu tư nhiều thì chúng ta có một cái eGPU khỏe thôi. Có một cái lưu ý cho các bạn khi sử dụng eGPU, đó chính là chúng ta chọn một chiếc máy có cái cổng Thunderbolt nó mới một chút cũng như cao một chút, do là cái máy tính chúng ta sẽ giao tiếp với eGPU rời bên ngoài này, nó qua cái Thunderbolt đấy, thế nên là chúng ta nên chọn từ những cái Thunderbolt 4 trở lên để nó không bị nghẽn cũng như nó không bị bóp cái hiệu năng cái eGPU rời bên ngoài quá nhiều đó. Còn về cái việc mà các bạn sau này mà dùng 3D, mình thấy ở cái con Nitro 5 này bạn hỏi ấy, thì với cái cấu hình này ở cái bản mà chính hãng thì nó sẽ có giá khoảng tầm 36-37 triệu. Thì với cái mức giá này anh em có thể tham khảo các bản nhập khẩu, ví dụ như con Ryzen 5 Pro có luôn là RTX 4060, thì với cái card đồ họa 4060 như này ấy, về sau các bạn làm 3D hay làm bất cứ một cái tác vụ gì nó sẽ thoải mái hơn, cũng như là chúng ta sẽ phần nào đấy có khi là không cần phải đầu tư thêm cái eGPU rời bên ngoài nữa, thì nó tiết kiệm được một cái khoản chi phí tương đối là lớn đấy. eGPU rời bên ngoài là phải có card đồ họa, có nguồn, rồi là các cái main mạch khác nữa đấy, tương đối là tốn kém, thì các bạn có thể cân nhắc lên luôn cái phiên bản nhập khẩu để có cấu hình khỏe dùng lâu dài luôn cho nó ổn định. Ok, thì đấy là cái những cái tư vấn của mình cho bạn Long Nguyễn. Tiếp tục với câu hỏi tiếp theo của bạn trong cái video là Acer Predator Titan 300 SE chúng mình làm.
thì có bạn Trường có hai câu hỏi liên tục. Đầu tiên thì sẽ là câu hỏi là máy này có nâng cấp được RAM hay không. Câu hỏi thứ hai thì sẽ là một RAM on với cả một RAM ROI thì trong máy nó có tính là dual channel không. Thì về cái việc RAM on với RAM ROI như thế này thì mình để cho anh Hải tư vấn nhé. Ok, máy này thì có thể nâng cấp được RAM bạn nhé. Chúng ta sẽ có sẵn một cái RAM onboard là 8GB này, và chúng ta sẽ có một khe RAM ROI nữa. Thì cái khe này sẽ hỗ trợ tối đa là 32GB, nghĩa là tổng cộng là bạn sẽ có 40GB. Còn hỏi về dual channel thì chúng ta sẽ có là 16GB đầu tiên chúng ta sẽ là dual, còn những số ở đằng sau từ 17 đến 40 chúng ta sẽ là single. Nhưng mà bạn yên tâm là DDR5 ấy thì cái băng thông nó rộng, nó không như DDR4, nên là nó sẽ không có cái sự chênh lệch quá nhiều giữa việc dual hay là single đâu bạn ạ. Nên là bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Rồi, thế thì chắc là chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo thôi thế anh ạ. Ok, đến câu hỏi tiếp theo luôn đi. Của bạn Trung Hùng, là bạn có câu hỏi loanh quanh 28 triệu thì mình mới mua một con để chơi game và làm tác vụ đồ họa. Mình đang ngắm con Legion 5R Ryzen 7 7845H thì không biết tầm đó có con nào hơn hay nên mua con nào khác không ạ? Ở đây thì em thấy là bạn hỏi Legion 5 Ryzen 7 7845 này. Thì cái này là mới thì là Lenovo là đã đổi tên sang là Slim 5 rồi này. Vừa video trước anh em mình vừa làm xong thì cái này anh tư vấn cho bạn đi. Ừ, hiện tại thì trong cái tầm giá 28 triệu thì mình cảm thấy là Legion Slim 5 2023 Gen 8 là đã toàn diện nhất ở cái phân khúc này rồi. Bởi vì chúng ta sẽ có Ryzen 7 này, 7840H này, RTX là 4060 này. Ừ, cái máy này có thiết kế là đẹp, cấu hình khỏe và là cực kỳ cân bằng luôn. Nếu mà bạn muốn chơi game nặng thì chúng ta đã có RTX 4060 gánh này. Nếu bạn mà làm những tác vụ về học tập, thiết kế, lập trình này, như bạn nói là làm đồ họa đúng không, thì Ryzen 7 7840 là vẫn cân được luôn. Bởi vì sao? Ở AMD thì từ dòng 5000 series đổ đi là đã rất là tương thích với cả những cái tác vụ này rồi. Và nếu mà có tiền thì mình nghĩ là bạn nên chọn lựa sớm, bởi vì là 1-2 tháng nữa là kiểu đến ngày tựu trường ấy, giá của em máy này sẽ tăng lên, hot mà, nên là tốt nhất là cho sớm bạn ạ. Ồ đúng rồi, như trên thì chúng mình đã bảo là con phiên bản 2022 ấy thì nó đang bị cắt giảm rồi, khá khan hàng, nên là những anh em nào mà đi mua thì chắc chắn là sẽ phải dướn lên 2023 rồi. Mà 1-2 tháng nữa sinh viên nhập trường, anh em nào mà có cái định hướng sẵn cho mình rồi thì nên mua sớm đi, để đỡ bị đắt một vài tháng nữa lại lên 1-2 củ là cũng hơi chua chát một chút đấy. Đấy thì tiếp tục với câu hỏi tiếp theo trong cái video Acer Swift 3, bạn Lê Quang Vũ có câu hỏi là anh cho em hỏi thì có laptop văn phòng nào màn đẹp này, âm thanh tốt này, dùng chủ yếu cho học tập, tác vụ văn phòng, giá loanh quanh khoảng 15 triệu. Thì anh nghĩ sao với một con máy phải màn đẹp, âm thanh tốt, văn phòng, giá 15? Mình thấy là có rất nhiều bạn đang quan tâm đến tầm giá là 15 triệu. Có vẻ như là cái mức giá này đang phù hợp với túi tiền của khá nhiều bạn ấy. Mình đánh giá thì ở cái tầm giá này nó sẽ, những con máy nó rơi vào khoảng tầm trung trung thôi. Nghĩa là mình sẽ không thể nào yêu cầu quá cao cho nó được, không thể đáp ứng được cả màn đẹp xong rồi xử lý tác vụ ngon rồi giải trí ok. Những cái đấy thì mình cảm thấy là nó sẽ ở những cái con máy ở phân khúc cao hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ đưa cho các bạn hai lựa chọn đến từ hai hãng, đấy chính là Acer với cả Lenovo. Bởi vì là hai hãng này chính là hai hãng tiên phong đưa những cái công nghệ cao vào những cái phân khúc mà giá rẻ hơn. Con máy đầu tiên đấy chính là Acer ZenBook Q409ZA. Chúng ta sẽ có i5-1240P, chúng ta sẽ có 8GB RAM này và màn hình 100% sRGB, loa thì cũng rất là to và hay luôn. Cao hơn một tí chúng ta sẽ có thể suy nghĩ đến dòng ThinkBook này. Thì đây là cái dòng phân khúc cao phục vụ giải trí. Đó là ThinkBook 14P Gen 2 có Ryzen 7 5800H mà là 2,2K thì cũng là 100% sRGB, loa cũng to và hay nữa. Ok, thì đây mình thấy là cũng hai cái lựa chọn cực kỳ hợp lý trong cái khoảng giá 15 triệu rồi. Tuy nhiên thì nếu anh em nào mà có cái tài chính dưới 15 triệu một chút thì anh em cũng có thể múc ngay con Acer Swift 3 này. Với mình thấy là cái thiết kế của nó cũng build là full kim loại rồi, cứng cáp chắc chắn. Và màn của nó cũng có cái độ phủ màu là 100% sRGB, cũng không thua kém gì hai mẫu máy trên. Nên là đấy là một vài cái lựa chọn cho anh em ở trong cái tầm giá 15 triệu cho laptop văn phòng nhá. Lê Quang Vũ có tận 3 option nhá, nên là mong là bạn sẽ lựa chọn được con máy mà phù hợp nhất với mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Ok. Câu hỏi là của bạn Quang này.
trong cái video là Lenovo Legion 5 Pro 2023 thì con này dùng tản nhiệt của Cooler Master được không ạ? Tản nhiệt Cooler Master mình thấy đây thì chắc là bạn đang hỏi về cái các cái đế tản nhiệt. Thì ở con Legion 5 Pro 2023 này thì cứ dùng tản nhiệt thoải mái các bạn nhé. Nhưng bên mình sẽ có một vài lưu ý cho anh em khi chọn cái đế tản nhiệt, được chưa nhỉ? Các bạn nên chọn cái đế tản nhiệt của những cái thương hiệu lớn để nó có một cái cổng xuất điện lấy ra từ USB này, nó chuẩn, hạn chế chập cháy cái thiết bị của chúng ta, những cái laptop của chúng ta. Thứ hai là nó có thể có cái mức độ làm gió, mức độ gió nó hợp lý, đúng công suất và nó cũng đỡ ồn khi chúng ta sử dụng hơn. Đấy, khi bạn bỏ ra một cái số tiền khá là lớn, 30-40 triệu mà các bạn lại mua một cái đế tản nhiệt nó không có tên tuổi và nó dễ gây, thứ nhất là chập cháy đến thiết bị, thứ hai là nó ồn, đấy thì nó là không hay, phải không, lãng phí. Thứ hai là các bạn nên chọn những cái đế tản nhiệt nó có các cái quạt tản nhiệt trên đế đấy, nó có vị trí phù hợp với các cái laptop mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như các laptop của bạn đang sử dụng mà nó có các cái khe tản nhiệt ở phía bên trên này thì các bạn nên chọn những cái mà bản tản nhiệt ấy nó có hai quạt ở bên trên, nó hợp lý hơn. Đấy. Còn nếu mà anh em nào mà đang sử dụng những cái mẫu laptop gaming thì gần như là sẽ phù hợp với đế tản nhiệt rồi. Còn những bạn nào mà đang sử dụng laptop văn phòng nhá, những cái con mà bên dưới mặt đáy này nó không có các cái lỗ hút gió ấy thì gần như anh em sử dụng đế tản nhiệt chỉ để cho vui thôi, ủng hộ tinh thần thôi. Còn về cái khả năng tản nhiệt của nó ấy thì gần như là bằng không rồi. Đa phần thì bây giờ là các hãng ấy thiết kế tản nhiệt cho máy khá là tốt rồi. Nên mình thấy là các bạn chỉ cần là vệ sinh nó đi này, hay là set up một cách nó chuẩn chỉnh và đừng đặt máy lên những cái chăn hay là đệm để che mấy cái chỗ tản nhiệt nó thì mình thấy là ok. Nên là không để lên chăn chiếu thì mình cảm thấy là không đến nỗi nóng đâu. Còn trừ anh em nào mà cày game như kiểu PC thì mình không nói nhá, lúc đấy thì mua tản nhiệt đi. Rồi. Với những anh em nào mà cày PC, kiểu cày game như PC thì chắc là cứ bật điều hòa lạnh hết cỡ lên ngồi chơi cho nó mát mẻ. Câu hỏi vừa xong cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta rồi. Thế các bạn nhớ theo dõi cái chuyên mục của bọn mình vào tối chủ nhật hàng tuần nhé. Đừng quên là đặt thêm câu hỏi cho bọn mình nữa. Và hãy like và subscribe cho Normal Computer. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.